Chào mừng các bạn đến với chương trình nhận định bóng đá Nation League trên kênh tin bóng đá. Trong khuôn khổ FIFA Day, các đội tuyển quốc gia châu Âu tiếp tục thi đấu ở Nation League. Trận đấu sớm nhất diễn ra trên sân vận động Hampden Park ở thành phố Glasgow, Scotland, nơi các cầu thủ Scotland tiếp đón Ukraine. Scotland và Ukraine nằm tại bảng E, League B. Đây là lượt trận thứ tư của cả hai đội tuyển. Trước lượt trận này, Ukraine đang bất bại với 2 chiến thắng và 1 trận hòa. Với 7 điểm, Zinchenko và các đồng đội đang đứng đầu tại bảng D. Trong khi đó, Scotland đang đứng thứ hai với 6 điểm sau 3 trận cùng thành tích 2 trận thắng, 1 trận thua. Ukraine đang thể hiện hàng phòng ngự ấn tượng khi có 2 trận đấu giữ sạch lưới. Sau 3 trận, đội bóng này chỉ để thủng lưới 1 bàn. Có lẽ chiến sự tại Ukraine càng giúp cho các cầu thủ đội tuyển nước này thi đấu quyết tâm hơn vì màu cờ sắc áo. Trận đấu giữa Scotland và Ukraine diễn ra lúc 1 giờ 45 phút ngày 22 tháng 9. Theo tìm hiểu, UEFA Nations League là giải đấu bóng đá quốc tế được tổ chức 2 năm một lần giữa các đội tuyển quốc gia nam của Hiệp hội bóng đá châu Âu UEFA. Giải đấu đầu tiên được tổ chức vào đầu tháng 9 năm 2018 sau FIFA World Cup 2018. Giải đấu phần lớn là để thay thế các trận đấu giao hữu quốc tế trong những ngày FIFA Day. Thể thức thi đấu của Nations League khá phức tạp. Cụ thể, 55 đội tuyển quốc gia của UEFA sẽ được chia thành 4 phân hạng, gồm 12 đội hạng A, 12 đội hạng B, 15 đội hạng C và 16 đội hạng D. Hạng A, các đội sẽ thi đấu để trở thành nhà vô địch của Nations League. Các đội tuyển cũng sẽ thi đấu để thăng hạng một xuống hạng cho một phân hạng cao hơn hoặc thấp hơn. Nations League cũng sẽ được liên kết với vòng loại Euro và vòng loại FIFA World Cup khu vực châu Âu. Theo bạn, trận đấu giữa Scotland và Ukraine, đội bóng nào sẽ giành chiến thắng? Hãy chia sẻ những dự đoán, bình luận của bạn dưới video này nhé. Đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ tin bóng đá. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.